team DeCock, Đinh Quang Dương, Lê Minh Tâm và Tất Tuấn Cảnh. Vâng, và chúng ta sẽ đến với trận đấu luôn. Vừa rồi là một tình huống phòng ngự tốt của các cầu thủ Hanoi Buffaloes. Minh Bố chuyền bóng ra ngoài nhưng bắt trượt bóng đến từ Thế Mạnh. Và sẽ là bóng phạt biện, sẽ là bóng check cho Binh Dinh Unicorns. Ném hai luôn. Không có điểm trong tình huống ném hai vừa rồi. Công Minh chuyền ra ngoài cho Thế Mạnh. Ngọc Sơn quyết định ném 2 điểm. Có 2 điểm cho Ngọc Sơn. Một pha ném rất mượt của cầu thủ số 22 xanh. Đã có lỗi rồi. Một tình huống thủ hơi nóng của Ngọc Sơn. Và Lê Minh Tâm sẽ là người được lên vạch ném phạt, thực hiện pha ném phạt sau lỗi vừa rồi. Pha ném phạt thành công cho Minh Tâm. Ngọc Sơn chủ động chuyền ra ngoài. Minh Bố đảo bóng rất hay, đi vào giữa, kích ra ngoài, ném 2 điểm. Không có 2 điểm cho Ngọc Sơn. Ném 2 điểm luôn. Có 2 điểm dễ dàng cho Đinh Quang Dương. Giả lại cho Thế Mạnh. Thế Mạnh không thực hiện thành công pha ném 2 vừa rồi của mình. Chuyền là rất khó đến từ Ngọc Sơn. Công Minh đã không thể bắt bóng được. Tuy nhiên vừa rồi là một tình huống ném airball đến từ các cầu thủ Binh Dinh Unicorns. Và bóng sẽ trở lại cho Hanoi Buffaloes. Toàn Quốc sẽ vào sân thay cho Thế Mạnh. Và DeCock sẽ vào sân. Toàn Quốc lợi dụng thể hình của mình lên rổ trên đầu của đối thủ, mang về điểm số thứ 3 của Hanoi Buffaloes. Lại có một pha ném 2 nữa của Đinh Quang Dương. Liên tục là 2 pha ném 2. 5-3 cho Binh Dinh Unicorns. Lại một pha ném 2 nữa hay chăng? Có 2 điểm nữa cho Đinh Quang Dương. Đinh Quang Dương đang vô cùng cháy. Và vẫn chưa có một phương án nào đến từ Hanoi Buffaloes để có thể ngăn cản được Đinh Quang Dương ở thời điểm này. Có thể sau pha check này Đinh Quang Dương sẽ ném luôn chăng? Không. Tấn công thẳng vào vị trí của Công Minh nhưng là lỗi tấn công. Một pha đi vai hơi quá đà của Đinh Quang Dương. Phòng ngự tốt đến từ Hanoi Buffaloes và bóng sẽ trở lại tay các cầu thủ áo xanh. Chuyền bóng cho Toàn Quốc. Và chuyền bóng hơi khó đến từ Toàn Quốc đến vị trí của Công Minh. Ném 2 điểm. Không có 2 điểm cho Công Minh rồi. DeCock rất khó nhưng chuyền ra ngoài. Vẫn không có điểm. Các cầu thủ Hanoi Buffalo đang phòng ngự rất tốt. Toàn Quốc quá trời chiều cao, dí rổ trên đầu team DeCock. Vâng, người mà Đinh Toàn Quốc vừa dí rổ trên đầu là một cầu thủ mang 2 dòng máu Việt và Hà Lan, sinh năm 2004. Từng tham gia thi đấu tại Saigon Heat và cũng có tên trong danh sách vô địch của Saigon Heat luôn. Vừa rồi là một pha hit check của Quang Dương nhưng không thành công. Qua được người rồi, DeCock. Một điểm tính cho DeCock. 8-4. Và vừa rồi là một tình huống phòng ngự tốt đến từ các cầu thủ Hanoi Buffaloes. Ngọc Sơn đang bị theo kèm rất sát với DeCock. Minh Bố quyết định ném một quả long tru nhưng không có điểm. Nhưng có lỗi tranh chấp. Có lỗi tranh chấp cho Binh Dinh Unicorns và Hanoi Buffalo sẽ được lấy lại bóng. Thế Mạnh chuyền vào trong tốt. Minh Bố chỉ việc dí rổ thôi. Một điểm tính đơn giản cho Công Minh. 5-8. Vẫn đang phòng ngự tốt. Thế Mạnh vừa rồi đã có một tình huống đưa tay vào ngăn cản tình huống dứt điểm. Và vừa rồi là một tình huống ném không thành công của Quang Dương sau hai pha ném hai liên tục của mình. Ngọc Sơn đã có một pha chuyền hơi non. Vâng, liên tục là những pha ném hai đến từ Quang Dương. Có vẻ như Quang Dương đang vô cùng tự tin với những cú ném hai của mình. Chuyền vào. Một điểm dễ dàng sau pha phối hợp của cả ba người của Hanoi Buffaloes. Kết thúc bởi Nguyễn Ngọc Sơn. Vâng, và pha lên rổ tốt. Lại có điểm nữa đến từ Ngọc Sơn. Hai đội đang liên tục trao đổi điểm với nhau. Quang Dương chuyền khá khó đến vị trí của Minh Tâm. Minh Tâm đánh hết shot clock nhưng lại có điểm. 17 cho Bình Định Unicorns. Lấy lại bóng rồi, vừa rồi là một tình huống turnover của Công Minh. Công Minh có vẻ như là thủ hơi nóng quá nên đã lao thẳng vào vị trí của Minh Tâm. Quang Dương chống trải ném 2 điểm. Vâng, sau hai cú ném hai liên tục của Quang Dương thì nay Quang Dương cũng đã nguội rồi. 4 cú 2 điểm không thành công rồi. Công Minh vẫn liên tục là một bài chuyền bóng sang cánh và yểm trợ cho người cánh lao vào. Toàn Quốc, ôi, một pha lên rổ không hay, mặc dù rất thoáng của Toàn Quốc, đi vào cuống rổ và không mang về điểm cho Hanoi Buffaloes. Vẫn là một pha tận dụng thể hình và sải tay dài. Toàn Quốc mang về thêm một điểm nữa, sửa sai cho pha dứt điểm vừa rồi của mình. Qua được người, nhưng một block cho Minh Bố. Giờ sẽ có pha ném 2 chăng? Mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ nhưng Minh Bố đã không thực hiện thành công pha ném 2 của mình. Có vẻ như Ngọc Sơn đã sai luật, chưa clear bóng sau pha steal, lao ngay vào rổ. Thế nên là bóng sẽ thuộc quyền kiểm soát của Bình Định Unicorns. Quang Dương chuyền vào trong, chạy cắt là tốt. Toàn Quốc đã mất tập trung trong tình huống vừa rồi để cho Tuấn Cảnh lao vào rổ dễ dàng, có một điểm không ai kèm cả. Và vừa rồi là một tình huống lỗi. Và Thế Mạnh sẽ là người lên vạch thực hiện ném phạt. HNB U20 vẫn chưa có chiến thắng nào trong ngày hôm nay cả. Và họ vẫn đang mong chờ là trận đấu này sẽ làm trận đấu để họ mang về chiến thắng đầu tiên. Tuy nhiên thì thế trận đang không nghiêng về phía họ, mà Bình Định Unicorn đang thi đấu tốt hơn. Và ngay khi tôi vừa nói thì là một pha lên rổ rất tốt của Tuấn Cảnh. 2 điểm tính cho Toàn Quốc, 11-12. Trận đấu đang khá căng. Ngọc Sơn không có tình huống đánh cho Ngọc Sơn. Thế Mạnh, Toàn Quốc rất cao và lên rổ thành công, tận dụng sải tay của mình. 12 đều. Và một pha tấn công rất tốt của team. DeCock đã có một pha lên rổ, tận dụng người contact rất tốt. Bình Định Unicorn tạm thời dẫn trước 13-12. Và tôi đang thấy là có vẻ như đội Unicorns gọi hội ý nhưng DeCock thì bảo là không nên. Vâng, và ngay sau trận thi đấu này sẽ là U20 Nha Trang Dolphins đối đầu với U20 Thăng Long Warriors. Vâng, đúng như tính chất của một trận đấu trẻ, cả hai đội đang thi đấu rất nhiệt, rất hăng, có nhiều những pha lỗi không cần thiết và liên tục là những pha đánh vô cùng nhanh của cả hai đội. Vâng, và chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại trận đấu. Hanoi Buffalo sẽ là người được kiểm soát bóng. Thế Mạnh không có điểm trong tình huống tấn công vừa rồi của Mạnh. Ném luôn. Quang Dương đã ném trượt rồi, nguội hoàn toàn rồi. Tất cả những pha ném của Quang Dương từ nãy đến giờ, sau hai pha 2 điểm cực cháy của anh thì giờ đã không đi đến rổ nữa. Pha tấn công tốt của Minh Bố mang về điểm số cân bằng trận đấu 13 đều cho Hanoi Buffaloes. Nhưng ngay lúc đó thì DeCock đã có một pha tấn công tốt để đưa Bình Định trở lại thế thượng phòng. Bóng sẽ trở lại thuộc quyền kiểm soát của Hanoi Buffaloes. (14-13) Bình Định đang tạm thời dẫn trước. Minh Bố hoàn toàn chống trải. Có 2 điểm cho Minh Bố. 15-14. Trận đấu đang vô cùng căng thẳng thưa các bạn. Liên tục là những pha tấn công cực kỳ nhanh và cực kỳ mãn nhãn của hai đội. Từ nãy đến giờ thì hai đội đang giằng co điểm nhau, vẫn chưa có đội nào thực sự bứt lên cả. Và tôi nghĩ là trận đấu này sẽ khá là sát nút đến tận tỷ số cuối cùng luôn. Qua được người rồi. Chuyền ra và Thế Mạnh dứt điểm thành công. Pha bù rổ từ pha chuyền của Minh Bố. Minh Bố chủ động gấp bóng trước nhưng không thành công và đập vào tay của đối thủ. Tuấn Cảnh là người bị phạm lỗi và sẽ là ném phạt cho Tuấn Cảnh. Toàn Quốc sẽ vào sân thay cho vị trí của Thế Mạnh. Và ném phạt không thành công của Tuấn Cảnh. Phạm Công Minh lại có 2 điểm nữa, vô cùng bùng nổ. Minh Bố đang mang lại 2 điểm cần thiết cho Hanoi Buffalo để giành được chiến thắng. Và có thêm một pha steal. Chuyền tốt nhưng Đinh Toàn Quốc đã bắt trượt bóng và không thể tận dụng được lợi thế, đưa Hanoi Buffalo lên được điểm số thứ 19. Và bây giờ để xem là Bình Định Unicorns họ sẽ làm gì để có thể đưa lại tỷ số về thế cân bằng và vươn lên dẫn trước đây. Trận đấu vẫn đang rất căng thẳng. Thời gian thi đấu là còn rất nhiều, 3 phút 14 giây. Post-up liên tục đến từ Quang Dương nhưng không có tình huống ghi điểm thành công. Ngọc Sơn xoay người, tay trái nhưng không có điểm cho Ngọc Sơn. DeCock ném trên tay của Ngọc Sơn nhưng có 2 điểm. Minh Bố ném 2 điểm thì giờ là DeCock ném 2 điểm. Quá nhiều những pha 2 điểm chỉ trong vòng 1 phút gần đây mà thôi. Cả hai đội đang vô cùng nóng máy. Làm gì đây? Qua được người và đã có lỗi cản người đến từ Thế Mạnh. Vâng, sẽ là hội ý cho Hanoi Buffaloes. Họ sẽ muốn dành vài giây để nghỉ ngơi và tìm ra kế sách để có thể giành được trận đấu, chiến thắng đầu tiên của họ trong kỳ VBA 33 Championship lần này. Và chúng ta sẽ cùng quay trở lại sân. Công Minh, Toàn Quốc và Thế Mạnh sẽ là các cầu thủ có mặt trên sân của Hanoi Buffaloes. Trong khi đó Tuấn Cảnh, DeCock và Quang Dương sẽ là 3 cầu thủ thi đấu cho Bình Định Unicorns ở 2 phút 30 giây cuối cùng của trận đấu này. Pha ném phạt của team không thành công, bóng lật vành trước. Qua được người đơn giản và có một pha lên rổ tay trái cực mượt của team DeCock. 17-18, cách biệt là vô cùng ngắn. HNB đã làm rất tốt để giãn cách tỷ số. Tuy nhiên thì họ đã để cho Bình Định Unicorns có dây run của mình mà họ không có một tác động gì cả. Pha lên rổ cực kỳ khéo léo của Công Minh mang về điểm số thứ 19. Và ngay lập tức sau đó là một pha ném 2 điểm để đưa tỷ số về 19 đều. Quá căng thẳng thưa các bạn. 2 phút, chỉ cần một quả 2 điểm nữa thôi là trận đấu sẽ kết thúc rồi. Ai sẽ là người giành chiến thắng đây? Tranh chấp bóng vô cùng căng thẳng giữa cả hai đội. Và bóng sẽ được quyền kiểm soát của đội nào đây? Chúng ta cùng chờ quyết định của trọng tài. Quá hay các bạn ơi. Trận đấu, trọng tài đã quyết định tình huống vừa rồi không tính điểm cho Bình Định Unicorns. Tình huống vừa rồi là tình huống 1 điểm, không phải là tình huống 2 điểm. Chân có vẻ như là chân đã chạm vạch rồi. Hà Nội Buffaloes đang chiếm thế thượng phòng 19-18. Họ cần một quả 2 điểm nữa để kết thúc trận đấu. Bóng đến tay Đinh Toàn Quốc nhưng phòng ngự rất tốt đến từ Tuấn Cảnh, khiến cho Toàn Quốc không thể nào lấy được bóng. Vẫn là Toàn Quốc chuyền cho Công Minh, chuyền vào trong. Ôi, một tình huống chuyền rất đẹp. Tuy nhiên là Ngọc Sơn đã không bắt được quả bóng. Suýt nữa thì Hà Nội Buffaloes đã ghi được điểm số thứ 20 và khiến cho trận đấu của họ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Vâng, không có lỗi cả tình huống vừa rồi. Toàn Quốc kết liễu trận đấu bằng một cú táp lô 2 điểm. 21-18, Hà Nội Buffalo giành chiến thắng trong trận đấu vô cùng căng thẳng với Bình Định Unicorns.